Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại bài học thiết kế về đồ họa. Chúng ta cùng học cách tạo ra sản phẩm đồ họa và bố cục nội dung cho sản phẩm. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. Đây, tôi sẽ tắt về đi. Cái khi tắt, tôi sẽ copy cái phần này đó. Rồi, tôi sẽ tắt nó đi. Chọn Yes. Rồi, tắt nó đi. Rồi, ta mở tiếp này. Đây ta sẽ đây ta control về xuống cái ô dòng vẻ chúng ta, đúng không? Rồi. Ở đây thì ta sẽ tạo một bộ giấy. Rồi. 11,25. Rồi. Rồi, tôi nhấn OK. Phần xử lý phông chữ này chúng ta phải xử lý, đúng không? Xử lý một chút. Phần phông chữ bị lỗi. Rồi. Rồi, cái phần này gas ok, tôi sẽ xé nào. Rồi, khóa phần này lại. Trang 10. Thế chứ gì? Ồ. Rồi, tiếp theo cái phần X-ray này. X-ray này. Chúng ta sẽ xử lý. Ta sẽ đẩy xuống dưới này. Rồi. Không trên thế, phải vào chọn không bên trái. Rồi. X-ray work. Rồi. Rồi xóa đi. Rồi đẩy xuống dưới. Sorry, bắt tận lên trên. Rồi. À, thầy xì. À, copy xuống dưới một giờ. Copy sang bên phải một giờ. Ok. Đây đẩy xuống dưới. Chết.
Rồi. Yes, ok. Rồi tôi nhấn Ctrl S. Rồi cái chữ này sẽ đẩy vào. À, rồi. Rồi. Ctrl CP. Rồi. Đây sao chuyển là 7 6 3 11,25. Rồi. Ok. Phần phông chữ, xử lý phông chữ. Chưa nào. Rồi tôi chọn phần này. That's it. Chưa nào. Ok. Đây ta phần B B nhiều rồi phần này căn dựa. Hai đó chọn tất cả những cái này màu số 3 cái này